Mình chào quý cô chú anh chị và các bạn đang chọn xem clip của Pháp Thế TV. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của Ngân Nguyễn ở Lấp Vòn, là vùng Độc Tháp nha quý cô chú. Thì có một số hồng phấn lá trung, trắng lá trung, mỹ vàng, muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Hôm nay vườn rực rỡ hoa trên. Rồi, chào Ngân Ngân ơi. Dạ em chào anh Thái, chào cô chú anh chị trên kênh Pháp Thế TV. Hôm nay nhà vườn em có một số mẫu đơn như là hồng phấn lá trung, trắng lá trung, cam đẹp, mỹ vàng, muốn giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại của em là 0704876. Rồi, mình đầu tiên mình lên cây số 1. Đầu tiên của em là một cây hồng phấn lá trung. Siêu bông luôn. Dạ, em lên nụ với bông rất là nhiều. Quá sáng là hòa luôn nha quý cô chú. Một cốt giót đọt luôn. Dạ, hoành thân này là 9 ạ. Rồi, này thất thân khoảng 20 đi. Đế chưa khui ha. Dạ. Còn gin chưa khui. Rồi, giá luôn Ngân ơi, mã số 1. Mã số 1, em xin giao lưu cô chú chị là 450k. 450.000. Của em là được tất cả các mã, trên đây là điều 3 ship, 3 sống, trên nhà 1 tháng. Tiếp theo, mã số 2. Lô này lên nụ rất nhiều. Chiều cao là 85. Tán nghiêng là 80. Quá xa hoa luôn rồi. Này là về nở cái rực rỡ chứ. Dạ, này thất thân khoảng 25, này chưa khui đế nha quý cô chú. Cây có hoa. Rồi, giá luôn rồi. Số 2 xin giao cô chú chị là 400k. 400.000 bao phí ship về tặng nhà. Số 3 cũng là một cái hồng phấn nói chung. Lô này kẹo gốc. Quá sái hoa luôn rồi. Vậy chiều cao là 95. Cây này nó nở ra cái không thấy cái lá luôn. Đó, rực rỡ chưa. Dạ, hoành thân là 9 ạ. Rồi, này thất thân một cốt sạch luôn nha quý cô chú. Thất thân khoảng 25 luôn. Rồi, giá mã số 3 luôn. Mã số 3 em xin giao lưu cô chú anh chị là 450k. Tiếp theo. Mã số 4 cũng là một cái hàng tấm nói chung. Lấy nét được cả lô này nó đang đóng lên cây nụ quá xá luôn. Cây chiều cao là 90. Cái phong tàn rất là đẹp. Tán nhiên là 80. Lên bốc rất là nhiều nha. Đặc biệt cốt thì sạch. Dạ, mình hơn là 9 ạ. Rồi, thất thân khoảng 20 luôn. Rồi, giá luôn rồi. Mà số 4 thì xin lô cô chú chị là 450.000. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 cũng là một cây hồng phấn lá trung. Cây này phơm tàn tròn do ha. Cái lô này vườn chăm rất là kỹ nên cây rất là nhiều. Cây quá xá mượt luôn. Dạ, chiều cao là 90 ạ. Đấy là 85. Đây là quý cô chú, nguyên một cái chòm hoa lên vậy nè. Nở một cây rực rỡ. Này thất thân khoảng 25 đi. Này cái đế còn khui nha quý cô chú. Có hoa không dám khui. Rồi, giá luôn. Mã số 5 em xin giao cô chú chị là 450k. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng là một cái hồng phấn nói chung. Không còn sót cái đọt nào hết trơn. Để chiều cao là 1m05. Dạ, hoành thân là 9 nè. Này khui xuống đo dưới là 10 nha quý cô chú. Dưới này nở bự nè. Này thất thân khoảng 30. Rồi, giá mã số luôn. Mã số 6 em xin giao lưu cô chú chị là 450k. Mã số 7 cũng là một cái hàng phấn nói chung. Vì chiều cao là 1m ạ. Tán nhiên là 85 ạ. Dạ, hoành thân này là 9. Lô này đồng trạng hoành ha. Này thất thân khoảng 30. Rồi, giá lô số 7 em xin giao lô cô chú chị là 500k. Mã số 8 bên em là một cây chen trắng nói chung. Lô này rất là đẹp.
trắng tinh khiết luôn. Thì tất nhiên là 75 ạ. Giờ ngoài hơn là 8 ạ. Rồi, này nó khoảng 20 đi. Rồi, giá mã số là số 8 xin giao lưu cô chú anh chị là 400k. 400 ngàn, bao phí ship về tặng nhà, bao sống trong vòng 1 tháng nha quý cô chú. Số 9 là một cây chấm mất cho mùa. Dòng này hoa nó hay chạy sọc hồng lắm nha quý cô chú. Như hoa này có chạy sọc hồng. Dạ, quần hăng là 9 ạ. Rồi, này thoát thân khoảng 20 luôn. Dạ, mã số 9 em xin giao lưu cô chú chị là 450k. Mã số 10 có nằm một cái chim trắng nha chung nha. Dạ, chiều cao là 85. Nó nghe là 75. Kẹo hoa chưa ha. Dạ, quần thân là 9 ạ. Rồi, này thoát thân cũng động trạng cỡ 20. Mã số 10 em xin giao cô chú chị là 400k. 400k là giá bao gồm phí ship nha cô chú chị. Bao sống cho cô chú chị trong vòng 1 tháng mà. Mã số 11 cũng là 1-200 chấm cho cô chú. Giờ chị kêu là 1 ạ. Hoa này chạy sọc tím tím vậy nè quý cô chú. Dòng trắng này chạy tím tím nè. Dạ, hoành thân là 9 nè. Rồi, này thoát thân khoảng 25. Mã số 11 em xin giao cô chú chị là 500k. Mã số 12 cũng là một cái trắng nói chung nè. Trắng nói chung. Dạ, chiều cao là 90 ạ. Quá xá đủ luôn. Lô này lên hoa cơi hoa. Dạ, quần thân là 9. Lô này đồng trạng mất. Thất thân cũng cả 20 luôn. Rồi giá luôn. Dạ, mã số 12 xin giao lô cô chú chị là 450k. Số 13 cũng là một cái tiêu trắng. Dạ, chị ta là 95. Nó nghiêng là 90 ạ. Giờ quanh thân là 9 ạ. 9 rưỡi tính 9. Này thoát thân khoảng 30. Rồi giá mã số luôn. Giờ mã số 13 em xin giao lưu của chú chị là 450k. Tiếp theo mã số 14. Mã số 14 là một cái chân trắng ạ. Chiều cao là 90. Nó nghiêng là 75 ạ. Cây này có thân hơi lắc nhẹ. Dòng thân cũng chín, sáng chín. Rồi, có thân khoảng 20. Mã số 14, xin giao cô chú chị là 400k. Tiếp theo. Mã số 15. Chiều cao là 75. Thì tất nhiên là 80 ạ. Cái phong tiền nó trồng do luôn. Dạ, quần hương là 9 ạ. Rồi, lô này đồng trạng hoành với thất thân luôn nha quý cô chú. Ở hai tắc. Dạ, mã số 15 xin giao lưu của chính chị là 400k. Tiếp theo, mã số 16. Mã số 16 là một cây Mỹ Vân Chanh. Thì chiều cao là 90 ạ. Mỹ Vân Chanh đang rực rỡ hoa nha quý cô chú. Tàn cái đợt này là quý cô chú mình cơi lại là cái phơm tàn nó nặng. Nhưng mà mình khui xuống dưới là có thể là 6-7 nữa. Tại vì cái đế còn sâu chưa khui. Mã số 16 em xin giao lưu cô chú chị là 450k. 450 ngàn. Rồi, ok luôn. Mã số 17 cái là một cây Mỹ Vân Chanh. Chiều cao là 1m ạ. Cái này rớt cái đợt hoa này quý cô chú mình cơi ha. Bắt đầu nó một nó thành hai. Cấp độ nhân á.
Mình tháng này cũng 5 em. À, tháng 5 một cốt sạch ha. Dạ. Tốt thân này cũng tầm tháng 30 đi. Rồi, giá luôn. Em nói số 18 xin cho cô đến chị là 450k. Mã số 19. Mã số vừa rồi là mã số 17 nha cô chú chị. Mã số này là mã số 18. Mã số 18 à. Mỹ bằng chanh luôn ha. Chiều cao là 95 ạ. Cái này là 55 ạ. Tiếp đi. Này hoành cũng 5 luôn ha. 5 nha. Ở đây cái này nó đang bắn mấy cái tượt lên nè. Con lên. Rồi giá luôn. 18 xin nha luôn. Chúng 450 ngàn. Tiếp theo. Mã số 19 một cây Mỹ vàng chanh. Mỹ vàng chanh. Mã số 19. Chiều cao là 85 ạ. Tái này là 55 ạ. Đây, hoa thuần khiết luôn. Mình đang cầm chuyện 5 rưỡi đó, nhưng mà mình tính 5. Này nó đang lên tượng. Rồi. Mã số 19 em xin giao lô của chính chị là 450k. Rồi, ok luôn. Mã số 20 cũng là một cái Mỹ bằng chanh. 20, Mỹ bằng chanh. Về chiều cao là 90 ạ. Cái này là 60. Bành này cũng 5 luôn ha. 5 rưỡi khui xuống là 6 nhưng mà cây này không có khui. Rồi giá luôn. Số 25 xin giao lưu của chúng chị là 400k. Rồi, ok luôn. Mã số tiếp theo, mã số 21 là một cây Mỹ bằng chanh. Chiều cao này là 80 à. Tán ngang là 90 à. Hoành này lớn à. Cao hoành thân này là 7 à. Này tốt thân khoảng 3 tấc. Rồi giá luôn. Mã số 21 xin giao lô của chúng chị là 500k. Số tiếp theo mã số 22. Chiều cao là 70. Cái gọn gọn vậy là rất là ok quý cô chú. Giờ quanh thương là 6. Rồi giá luôn. Tiếp theo, mã số 23. Số 23 cũng là một cái miếng hình chanh. Một em chanh dài luôn. Giờ chiều cao là một mấy ạ. Cái gì là 50 ạ. Cao mét ngang 50. Đây, mấy bằng chanh cái màu hoa. Dạ, bình thân này là 5. Này có chi tử lên à. Cái này thoát thân cũng tầm tháng 5 tắc, 6 tắc. Rồi giá luôn. Mã số 23 xin giao lưu của chúng chị là 400k. Mã số 24 là một cây mấy bằng chanh. Đang lên nụ ha. Vậy chiều cao này là 80. Tất nhiên là 45. Mấy bằng chanh cái bắp xanh nha quý cô chú. Mình nên 5 luôn đi. Này nó đang bắt, nó đang lên con. Rồi giá luôn. Mã số 24 xin giao lưu của chúng chị là 400k. Mã số 25 cũng là một cây Mỹ bằng chanh. Vì chiều cao là 85. Đến như là 45. Đây, hoa Mỹ bằng chanh. Cái này nó đang lên bút được. Bình này cũng 5 tốt lên, cây rất là mượt ha. Rồi mình giá luôn. Số 25 xin giao lưu của chúng chị là 350k. Cái lô Mỹ bằng chanh này là em trồng trong em hừng gồn nha cô chú chị. Giờ chỉ cần 2 chậu là cây nó sắp khỏe. Vì chị cao là 1m ạ. Vì tính như là 45. Mà số 26 Mỹ bằng chanh. Đây lên nụ rồi quý cô chú. Quạch này 5 luôn đi. Thân này cũng tầm khoảng 5 tấc. Mã số 26 xin giao lưu của chúng chị là 400k. Tiếp theo, mã số 27 là một cây vàng son Cần Thơ nha. Vàng son Cần Thơ. Đây hoa nè. Cần son. Cây lứa. Cao là 90. Tất nhiên là 35 ạ. Rất là nhiều đọt luôn nha cô chú chị. Cây này cây lứa đang có hoa luôn là ơi. Yên tâm nha quý cô chú.
không bị lầm mai ha. Nó rất là đẹp vàng ông anh luôn. Cây này có cái đế cuộn luôn nè, hồi xưa trồng trong chậu nó cuộn cái đế vậy nè. Hoành thân này cũng cỡ con út đi. Rồi giá mã số luôn nha. Mã số 27 xin Zalo cô chú chị là 900k. 900k. Giá bao gồm phí ship nha. Đây có mặt hoa ha. Sống tháng nữa. Tiếp theo. Mã số 27. Chiều cao là 1m ạ. Tất nhiên là 70 ạ. Cây cam Đài Loan. Đây con hoa nè. Giờ hoành thân là 6 ạ. Một cốt thẳng luôn. Này thoát thân khoảng 50 đi. Mã số 28. 28 quý cô chú. 28. Rồi giá luôn. Mã số 28 xin Zalo cô chú chị là 400k. 400 ngàn. Tiếp theo mã số 29. 29 cao 90 8 ngàn luôn. 8 ngàn là 65. Phong tàn rất là đẹp ha. Cây một cốt dáng thẳng đứng mà sạch luôn. Dù anh hoa 6 ạ. Rồi giá luôn. Tiếp theo mã số 30, cây Mỹ Tím. Mỹ Tím Cà Mau nghe quý cô chú. Mấy cái cuốn này là cái đợt hoa nó rụng rồi nè. Cây một cốt của phong tàn thì gom. Quanh 6 đi. Bùi xuống dưới là 6 đó. Này thoát thân khoảng 40. 550 ngàn. Rồi ok luôn. Tiếp theo. Chim lại cho đứng lên đây. Cao 1m, cây Mỹ Tím. Đây hoa, lên cái phom tàn kẹo hoa cho nghe quý cô chú. Tán như là 75. Này về quý cô chú mình cơi cái chỗ này nè, nó lở ra cái phom tàn mình. Này thoát thân khoảng 60. Mình 6. Quanh thân 6, rồi, một cốc sạch giá luôn. Mã số 30, 31, xin chào cô chú là 500. Rồi, ok luôn. Tiếp theo. Mã số 32. Cây giấy tím tuyết. Cây hoa giấy tím tuyết. Dòng này dòng mới nha quý cô chú. Hoa rất là đẹp luôn. Coi thì giấy Mỹ ghép. Giờ tán như là 1m3. Quá xa cái cũ giấy à. Giấy Mỹ ghép tím tuyết dòng mới nha cô chú. Hoành 20. Cao là... Ủa hoành là 23. 23 hoành. Đây cái đế nó cuộn nè. Này nằm trên chậu à. Chưa còn cái đế nó còn nằm dưới nữa nè. Nè ở dưới về mình cui ra nè, đế nó quái luôn nha quý cô chú. Nè nó cuộn không bỏ nè, này về mình khui thêm. Dòng này dòng mới nha quý cô chú, tím tuyết. Rồi giá luôn. Mã số 32 xin cho cô chú chị là 1 triệu đồng ạ. 1 triệu đồng bao phí ship. Tiếp theo mã số 33 vẫn là giấy này à. Cái giấy màu ghép tím tuyết ạ. Rồi góc giấy ta. Chiều cao là 1m3. Tất nhiên là 1m ạ. Màu hoa tím tuyết nè quý cô chú, nó pha lẫn trắng ở trong ha, nhìn rất là đẹp luôn. Hoành thân là 25 ạ. Hoành thân 25, chi cạnh lên cây thuần chậu. Rồi. Số 33 xin cho cô chú chị là 1.100.000. 1.100.000. Tiếp theo. Số 34 là một cây giấy Mỹ ghép đỏ lửa. Màu đỏ lửa. Rất là màu này màu mới nha quý cô chú. Dòng mới rất là đẹp luôn ạ. Mấy dòng này đang thịnh hành nè. Cái này do mưa cho nên nó bị rụng bông. Nói chung là hoa lại bình thường. Nó lên cây đọt non nè. Nó lên hoa. Cái này ghép rất là dễ ghép một màu đỏ lửa ha anh. Dạ, đỏ lửa này nó nở bông hoa nó đậm lắm nha quý cô chú. Đỏ nó đậm rất là đẹp luôn. Đây. Tại vì do mưa nó bị rụng lắm cô chú.
Để này quái luôn. Dễ sống à. Giờ là nó qua ha là bình thường. Dạ hoành hăng là 16 ạ. Rồi, này cái đế nè, chân ở dưới nè. Đế chảy rất là đẹp nha cô chú. Rồi, mình cho giá luôn nha. Dạ là số 34 xin cho cô chú chị là 1 triệu ạ. À. 1 triệu đồng. Tiếp theo, mã số 35. Mã số 35 là một cây giấy đỏ lửa. Giấy Mỹ ghép đỏ lửa. Mấy cái màu tím tiết đỏ lửa là đang thịnh hành giờ nha quý cô chú. Đây là 1.3. Cây này thân lắc lượng ha. Đế dưới thì cuộn luôn. Dạo quanh là 16. Rồi. Này cái đế dưới nó một tầng ở dưới này mà mặt đế dưới này nữa nè, nó còn cuộn nữa. Rồi giá mã số luôn. 35 em xin giao cô chú chị là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Hòa giấy khi mà đóng thùng gửi đi bao phí ship nó nặng hơn cái dòng trang rất là nhiều nha quý cô chú. Mã số 36 xin hỏi một cái giấy đỏ lửa. Góc Mỹ ghép đỏ lửa. Đi chiều cao là 1.2. Cái này là 1.1. Đây, mặt hoa nè. Xay xay nhẹ trả lời cho nghe. Cái dòng hoa đỏ lửa này cái nhị nó màu màu trắng, hoa nó màu đỏ. Đây, dòng rồi. Này nó đang hiếm lắm nha cô chú anh chị. Giờ quanh hơn là 14 ạ. Nói chung giấy Mỹ thì đế nào cũng như đế nấy à, nó cuộn vậy nè. Nhìn rất là quái luôn. Giờ mà số 26 vô cô chú gì là 1 triệu ạ. 1 triệu đồng. Giờ tiếp theo. 37 là cũng là một cái giấy Mỹ ghép đỏ lửa. Dáng này nó co lắc giống như hình chữ S. Chiều cao là 1.3. Cái ngay là 1.1. Đây. Hoa nó màu đỏ lửa, cái nhị nó màu trắng nè, nhìn rất là đẹp luôn. Thân lắc lượng. Cái này là một cốc sạch nha cô chú chị. Lắc lượng ha. Giống như chữ S vậy đó. Bản đồ Việt Nam. Cái cây này nó rất là lâu. Đợi nuôi một cốc nó rất là lâu, rất là quanh này lâu mình lớn. Quanh này mình đo đại diện nha quý cô chú. Ngay cái vị trí nhỏ nhất nè, ở dưới này nữa. Nhưng mà đế này giống như là con bạch tuộc nó nằm đây nè. Cuộn cuộn. Rồi giá mã số luôn nè. Số 37 xin cho cô chú chị là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng. Tiếp theo, mã số 38. Mã số 38 là một cây giấy gốc Mỹ ghép 5 màu. Này là ngũ sắc ha. Dạ đúng rồi. Chiều cao là 1.5. Này bao năm màu cho quý cô chú nha. Dạ, bao này màu vàng cam nè. Nói chung là tại vì đợt này nó đang xuống cái hoa, đợt sau quý cô chú mình con lại là nó ra dữ hơn cái đợt trước rồi nữa. Dòng giấy là vậy đó. Quần thân 17. Quần thân 17 xích thước ha. Đây, đế dưới nè. Này nó còn một lớp đế này ở dưới cái mặt phân này nữa nha quý cô chú, tại không có khui. Rồi giá luôn. Mã số 38 xin giao lô cô chú chị là 1 triệu. 1 triệu đồng. Ghép ngũ sắc. Mã số 39 là một cây giấy Mỹ ghép 3 màu. Màu này màu cam hường nè. Bên đây màu nó thường màu giấy màu Mỹ. Màu hồng đậm với lại màu cam với lại màu hồng phớt thôi cô chú chị. Tại vì giấy Mỹ người ta ghép vô là nó rất là phát. Rồi mình cho chiều cao luôn. Cái này 3 màu. Chiều cao là 95 ạ. Cái này là 90 ạ. Cái này phớt tím nè. Hoa này nè. Màu trắng phớt tím nè. Rồi rụng luôn rồi. Rồi cái này cho hoành luôn ngân ơi. Giờ hoành hơn là 15. 15 đi. Để đế nè. Mã số 39 của chúng chị là 600 ngàn. 600 ngàn. Rồi đổi cây luôn. Mã số 40 cũng là một cây giấy lúc Mỹ ghép 3 màu. Cây này dưới cây vừa gọi là cặp nè quý cô chú. 3 màu, tông màu này nó rất là căng, chúng chị rất là đẹp đó. Nó bị bông một cây nó hướng nhìn đó. Chiều cao là 90 ạ. Cái này là 90 luôn ạ. Giờ quanh hương là 14 ạ. Để nè. Giấy Mỹ ghép 3 màu, rồi giá luôn. Mã số 40 em xin giao lô cô chú chị là 600 ngàn. Rồi, ok luôn.
Nó số 41. Đây là một cây với Mỹ với ta nào luôn. Và chiều cao là 95 ạ. Cái này là 80. Hàng 80. Đây, ba màu, đang màu nó hướng một chút. Quỳnh thân 12. Đây cái đế nó cũng sổ nha quý cô chú. Rồi giá luôn. 600 ngàn bao phí ship nha quý cô chú. Cây trên live là bao gồm phí ship về tặng nhà. Mã số 41. Mã số 42. Mã số 42 là một cây giấy gốc Mỹ nhé, cẩm thạch ghép ba màu. Ba màu cẩm thạch. Cẩm thạch ba màu. Dạ cái này là 90. Cao 85 tháng 90. Đây cẩm thạch này cẩm thạch trắng nè. Cẩm thạch này là cẩm thạch tím nè. Đó. Ba màu nha quý cô chú. Này cẩm thạch này cái lá nó hơi vàng vàng lên màu hồng. Dạ hoành hơn là 13. Đế này đế sổ luôn ha. Rồi giá luôn. Mã số 42 xin Zalo cô chú chị là 700k. Rồi đó ok luôn. Tiếp theo mã số 43. Gốc Mỹ hồng gân cô chú chị, hồng gân. Cái dòng rất là hiếm nha. Cái dụng qua hết là cái màu hồng nó rất là đẹp ha. Rồi. Hồng gân. Chúng ta là 90 gân. Chúng ta là 70 gân. Chúng ta nó còn hồng nó chạy gân 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 á. Nó chạy sọc sọc. Dòng này đang rất là hiếm nha cô chú. Mấy dòng này mới nhập về quý cô chú, giống như Ấn Độ vậy đó. Chị Quỳnh Hương là 11 á. Rồi để vậy nè. Rồi giá luôn rồi. Số 43 xin giao cô chú chị là 600k. 600 ngàn bao phí ship. Đặt mệt giường của em là bao sống bao ship cho cô chú chị. Bao ship bao sống thì là 1 tháng nữa. Rồi tiếp theo mình giao lưu hai cây trên chậu đó nha. Một cây hồng phấn. Có một cây hồng phấn nói chung rất là to. Để em báo hôm số nha cô chú. Mã số này mã số 44 đi. Chiều cao này 1m4 á cô chú. Hết hết mà còn 1 phút nữa là tới đây là 1m3. Tại kéo không tới hả? Rồi mình cho cái tán ngang cái mình hồng phấn siêu bông lá trung. Cây này già cây nha. 1m3. Rồi, này em sẽ xoay nhẹ vòng cái đó, chậu này chậu quay nha quý cô chú. Tàn phong tàn rất là đẹp luôn. Full cái phong tàn nè. Rất là mịn luôn. Rồi. Được rồi, mình cho cái hoành luôn Ngân ơi, một cốt sạch luôn. Đế này có cái dáng hoành nhiêu? Hoành thân 18 rưỡi, tính 18 nha quý cô chú. Đây. Đế rất là đẹp. Đặc biệt cái đế nó có rắc, nó giống như con thú vậy đó. Đây. Rồi em kéo cái thóc thân giùm anh đây, thóc thân này chắc 40 quá. Một cốt sạch rất là đều đẹp. Thóc thân là 40. Cái này tay cành nó lên đây, nó đóng nó chia đều ra nha quý cô chú, rất là đẹp luôn. Rồi mình cho cái giá mình giao lưu luôn Ngân ơi. Em giao lưu với cô chú anh chị một, nếu mà cô chú anh chị em có hai cây là nếu cô chú anh chị nào chốt lẻ thì một cặp em lấy nguyên cặp này thì em để giá là 15 triệu ạ. Để em bao gồm phí ship trong vòng 200 km nha cô chú anh chị. Là mấy chậu xe luôn ha. Dạ đúng rồi, luôn em ship luôn cái chậu luôn. Nồi cái chậu này không là triệu hả Ngân? Chậu dạ, này chậu xây chậu đúc 1 triệu đồng giá trị cái chậu. Tính luôn cái giá trị cây và chậu luôn nha quý cô chú. Dạ đúng rồi, nếu mà cô chú anh chị nào ship trong vòng 200 km là miễn ship ạ. Nếu mà xa quá thì phụ cho em ship luôn. Rồi, cái này là mình bao phí ship gửi nguyên cái chậu luôn là bán kính 200 km. Còn quý cô chú nào không lấy chậu thì mình thương lượng để cái chậu lại trừ tiền lại. Đúng rồi, nếu cô chú anh chị nào không lấy chậu thì em bớt tiền lại. Rồi, tiếp theo, mã số tiếp theo, cái cây tiếp theo, cây cuối clip đi. Cây này là một cặp với cây này, giao lưu hai cây là mình mới báo giá ha. Cây này là cây tím sen lá trung, này là ghép là thời đầu tiên luôn nha quý cô chú. Cây này là cây ghép nha quý cô chú. Rồi mình cho chiều cao luôn Ngân ơi. Cao này với cây này hồng phấn là cũng cỡ chạng 1.5 m đi. Rồi tán ngang luôn. Tới. Rồi. Đây. Tím sen lá trung. Cái dòng này là tím sen lá trung nè, còn cái dòng này cũng là một cái nhánh này, nó có một nhánh này nó cái lá nó nhặt vậy đó quý cô chú. Ha, cái này là nói chung một tím sen nhưng mà hai dòng. Dòng này dòng lá nhặt nè. Rồi em xây cái phong tàn này nè.
Cây này ghép tầm khoảng 3-4 năm rồi nha quý cô chú. Lúc mà mới xuất hiện trang lá chung chơi thịnh hành ở miền Nam mình á. Kẹo nụ hết trơn. Cái thân rất là đẹp nha quý cô chú. Rất thân quá già luôn ha. Giờ hoành thân là 22. Gốc này là ghép hồng phấn phất tím ha. Dạ đúng rồi. Cái phôi đặc biệt hồng phấn phất tím nó rất là mắc nha cô chú. Người ghép vô đây là rễ nó ra nè. Này em kéo thoát thân coi. Đây mấy cái bò này liền hết trơn nha quý cô chú nè. Liền mà nhìn không mà không biết cây ghép luôn. Dạ hốc thân là 30. Rồi cái một cặp này là giá mới nãy em báo là 15. Nếu quý cô chú anh chị nào lấy một cặp mà em ship ra luôn chậu luôn cái nói chung là combo nguyên như vậy luôn là giá là 15 triệu ạ. Nếu cô chú quý cô chú nào không lấy chậu bỏ lại thì em bớt tiền lại cho quý cô chú anh chị ạ. Nói chung là thương lượng thêm qua số điện thoại đi là mình giao lưu một cặp này gồm chậu luôn bán dạ kính 200 km giao tận nhà. Dạ đúng rồi. Rồi giá quá ok rồi. Rồi cuối clip luôn ơi. Cuối clip em kính chúc quý cô chú anh chị có một buổi xem kênh vui vẻ làm ăn phát đạt ạ. Rồi em chào và hẹn gặp lại. Rồi hẹn gặp lại quý cô chú vào những clip giao lưu tiếp theo nha. Hôm nay thì giao lưu hai cây này nói chung là rất là tuyệt vời, tàn full rất là đẹp luôn. Rồi hẹn gặp lại nha quý cô chú.